3 2 1 Dạ đổi. Đổi. Mời ca sĩ bí ẩn số 7 biểu diễn luôn. Bắt đầu. Tại vì đang thấy các bạn sung quá không dám lên phá đội hình. Rất là vui. Em vừa đàn cái đàn này mà em vừa kêu chữ Hương lên cái làm xúc động quá trời luôn. Cho phép chị đứng đây với em chút nha. Đó Hương. Rồi đầu tiên cảm ơn Vũ Lò em Cây. Chào anh Hà Trương. Lâu ngày quá mới gặp anh ha. Bây giờ thì mọi người đang đứng lên hết rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn của anh nó xuất sắc quá. Thật sự là anh Hà Trương thì nghệ sĩ cũng gặp nhiều rồi các bạn. Nhưng mà mọi người muốn anh nói kìa. Bây giờ anh là ai? Anh đến đây với tư cách gì? Hôm nay Hà Trương rất là vui. Anh Quyền Linh hỏi em đến đây để làm gì. Thì em chỉ đơn giản đến đây hát cho mọi người nghe thôi. Và em là? Dạ, em đăng ký là nhạc sĩ. Nhưng mà hát hay lắm. Hát hay quá. Đàn xuất sắc nha. Xuất sắc. Ngoài cái việc đàn bầu này ra, Hà Trương còn đàn guitar nữa. Ở đây có ai có cái đàn guitar không nha? Dạ, đó. Đem guitar lên chơi luôn ha. Lúc nãy giờ thì em hát bài của anh Nguyễn Hưng trước. Bây giờ em xin phép được hát một bài của anh Ngọc Sơn mà em rất rất là yêu thích, được không ạ? Được. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và
cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chờ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch sạch sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, nhớ thuở còn thơ cha dạy con điều hai lẽ phải. Giờ con lớn khôn trở thành nghệ sĩ thì cha đã rời xa con mãi muôn. Hay quá. Hà Trương có biết rằng á, Ngọc Sơn đang đứng kế nãy giờ luôn đó, đứng sát bên mà không, đó, không cho đó người là biết của đó. Sơn đó. Đang Ngọc Sơn đó. Hôm nay Linh nghĩ rằng là Hà Trương cùng mọi người đã trải qua những cái giây phút rất là xúc động bên cạnh Hà Trương. Mặc dù là có một chút khuyến khuyết về cơ thể, nhưng với âm nhạc, với nghệ thuật thì Hà Trương sống hết mình, sống trọn cái trái tim của mình với những điều đó. Hoang mang, nhưng mà trước khi cho anh nói một vài tiếng với anh, bắt tay anh cái, thật ra thì em yêu quý anh. Cảm ơn. Hưng nghĩ nếu mà cái đờn guitar anh đánh ra thì đó là thêm một cái tài của anh rồi. Nhưng mà Hưng nghĩ là Hưng là thích anh đánh cái đờn bầu này. Mong là một ngày nào đó là được gặp lại anh, thì cái sự trình diễn của anh này ngoài bài Hương, anh cho Hưng nghe thêm một bài khác. Nhưng mà hôm nay thì rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn mà dành cho Ngọc Sơn cũng như Nguyễn Hưng tình cảm mà anh đã dành riêng cho nghệ sĩ. Lần nữa chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Ngọc anh Sơn nhiều. Đang rất là xúc động á. Hà Trương, anh muốn nói một cái điều gì đó với Hà Trương đó. Thực sự anh bước lên đây thì anh ngẹn ngào. Và nói giùm Sơn đi. Sơn rất là xúc động. Sơn không thể nói được á, Hà Trương ạ. Có lẽ rằng những cái giai điệu âm nhạc cũng đã nói lên tất cả những cái tình cảm của Trương dành cho Ngọc Sơn. Những cái giọt nước mắt Sơn rơi xuống cũng là những tình cảm dành cho Hà Trương ha. Hãy cho tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm đó đối với Hà Trương. Rồi, cảm ơn Hà Trương rất